អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្រីស្រីបាក់មិនតិចនោះទេចំពោះសម្រាប់បៃកភិមខេមូឌីអាយដលជាពេទ្យសង្ហាខ្លាំងច្រៀងពីរសទៀនចាបៃកជនរូបនេះកាលពីយប់មិញលេចធ្លោខ្លាំងមែនតើឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា Cứ đời xa tại miền núi rụp riêng sân hà hết chứ riêng bị rụp tiệt cho mùi nặng bọt phía xa ông lê. À vậy đời chạp ở rõm, cứ lô miền ái chếm, cứ chìa cụ bệnh mùi rụp tới hơi ấy lâu một bà lòng chung riêng tiết cứ tệ chật nề rì mình tịnh nẹ nụ lời. Tờ bởi mất dô liêng nạ đấy. Xong chốt bàn chanh mà tệ mình hẹ mùi. Chà, ông con chả ra mong bốn tiếng ọc ní, tệ tông nông bộ rô mình đi đá có xô mình chọp tại trâm này. Xong ông con, xong cô rụp lìa.